Chào cả nhà, chào mừng cả nhà đã quay trở lại với kênh YouTube Hoa Kiển Thiên Trang của bên em. Và hôm nay em tiếp tục giới thiệu đến cả nhà cái cây bông trang Mỹ vàng, đặc biệt là cây mẹ nha cả nhà, cây đang cho hoa luôn. Anh này là anh có 5 tuột rồi. Bây giờ hổm rày em cũng bán là cũng được một số bông trang cây con. Cây Mỹ vàng hôm nay em sẽ bán cây mẹ giao lưu đến cả nhà. Thì đây là cây mẹ bên em. Cả nhà xem ảnh đang cho hoa. Ảnh đang nở hoa ở cái tượng thẳng đứng lên và một tượng bự ở bên trái thì ảnh đang nở nha cả nhà, và hai tượng bự bên đây ảnh cũng đang cho nở. Đây em quay zoom rần lại cả nhà xem nè, cái này ảnh cũng đang cho nở à. Cái video ngắn này nhé. Bye bye. Hẹn gặp lại các nhà trong video tiếp theo.